Chó con hôm nay đàn 6 con, cuối tuần sẽ có con về với chủ. Còn đàn 4 con thì có con về với chủ rồi. Đây là con cái của Hanna đây. Bắt đầu nó rụng một cái lớp lông bông ở bên ngoài để nó mọc cái lớp lông cứng, thành ra là nhìn nó có cái kiểu lông của nó bị lộ cái lớp lông ở bên trong, nên là nhìn lông của nó có độ hơi trắng. Hơi trắng là cái màu của lớp lông đệm. Sau cái đợt này nó mọc đủ cái lớp lông bên ngoài thì nó sẽ bóng. Con đực duy nhất của đàn 6 con thì đây, hôm nay chân của nó là nó đi lại bình thường rồi. Ở cái tầm tuổi này ấy, chó nó ra nó chỉ nô một tí thôi là nó có thể nó bị đau chân rồi đi tập tễnh ngay. Đực thì hôm nay nhìn cái mặt của nó là nhận diện được ngay. Vì mặt của con đực thì đến bây giờ là nhìn nó sẽ có một cái độ nó kiểu là xương đầu nó to hơn là con cái. Như ở trong bọn này thì hiện tại bây giờ là thằng đực đang là thằng lông bóng nhất. Vì thằng đực này cái chất lông của nó là nó ít lông đệm mà nó là lông sợi, nên là nhìn nó bóng. Còn các con cái thì nhìn giống nhau. Ra gạ bố Loki chơi liếm láp này. Bố Loki đến tầm này là bố Loki né. Đây thằng đực đấy, nhìn trông nó bóng này. Đực duy nhất ở trong 7 con này là đây là con đực duy nhất. Còn lại là tất cả đều là cái. Con cái của Hanna đây cũng cho chơi chung luôn, vì còn có một mình nữa thôi. Đấy, cái của Hanna thì đến bây giờ thì nhìn thì cái mặt con của Hanna nhìn nó có độ hơi khác so với lại con của con Phây. Đây. Mặt nó có vẻ là nhìn nó vuông vức hơn. Đây là một con cái to của Phây. Đây con này to. Ba cái con cho to Loki với lại Phây với lại Hanna thì nó chiều cho con một con bố và hai con mẹ, nên là cho con ra ngoài nhưng mà cho to nó không ý kiến gì cả. Ra đây tìm hiểu các thứ liếm láp. Ok, em ra chơi với chúng nó đi. Cái con của đàn con đàn 1. Cái đàn 1. Em cái này là em cái giá rẻ. Ok, em ra chơi với chúng nó đi. Ra chơi với chúng nó à? Thích vào đây với chủ à? Ra chơi với chúng nó đi. Con Hanna. Ra đây. Há miệng ra cắn quả bóng và đang hơi to so với miệng. Đấy. Lộ lông đệm là con của Hanna, rất dễ nhìn. Con của Hanna thì nó đẻ sau nhưng mà nó có 4 con thôi, cho nên là nó này to nhỉnh hơn một chút. Nó đẻ sau nhưng mà nó lại bằng cái con to của cái đàn đẻ trước. Nói chung là đàn chó nó đều nhau. Mắt rời ra cho chơi buổi trưa. Ok, chào anh em. Sắc tố mắt rất là tốt. Đực mình là hôm trước
Hôm trước một hôm là nó đi tập tễnh của cái video trước quay ấy. Hôm này đến hôm sau lại một hôm là mình nó liếm ở dưới cái rãnh này này. Cái rãnh này thì nó khô nhưng nó kiểu nó như là nó mưa nó đọng tí nước nó liếm nên là bế nó để tung nó ra sân không cho nó liếm nữa thì thế là nó lại é một cái nó đau chân. Hôm nay là gọi nó không ra này. Vì hôm trước mình làm nó đau. Ơi kia ơi, kia hấp vừa thôi. Đấy, đây mới là đồ chơi của chúng nó đấy. Vì nó vừa vừa miệng, cắn vừa miệng. Con của Hana là rất là nhanh. Lấy được một lon trước. Đây là con cái của Hana này. Có mấy lon là nhận được một lon luôn. Đấy. Chó thì bọn này nhìn chung tất cả chúng nó đều nhanh nhẹn và ưa hoạt động. Tính cách của chúng nó thì về cứ về nhà quen nhà thì nó sẽ quấn chủ. Đối tượng này. Đối tượng này nhìn nó bé hơn những con còn lại một tí này. Đây này, như con cái này này. Nhưng đấy là do cái kiểu chơi của nó. Nó được ra ngoài là nó sẽ nô. Nó được ra ngoài nó nô nó nhảy lăng xăng nó tốn sức hơn. Con này nó rất quấn chủ này. Rất là quấn chủ. Cái ở mức giá rẻ. Ok em ra chơi với chúng nó đi. Ra ra kia chơi với chúng nó. Kỳ. Kỳ có ra chơi với con không? Hả? Kỳ có ra chơi với con không nhỉ? Hả? Kỳ ra cho Kỳ ra chơi với con nhá, không được chạy nhá. Có ra không? Bảo thế lượn vào trong ngay. Chứ muốn cho Kỳ ra chơi với con này Kỳ chuồn ngay. Cho chơi cái này nó hơi dở. Là vì nó kêu. Mà cái âm thanh của cái tiếng kêu này là nghe nó đinh tai. Cho nên là không muốn cho nó chơi mấy cái này. Mà muốn cho nó chơi quả bóng. Nhưng mà với quả bóng cao su bây giờ là hơi to so với lại cái miệng của chúng nó. Thành ra chúng nó không chơi. Đây cái của Hana đây. Đấy. Nó con của Hana thì nó có một cái đặc tính của chúng nó là nó có một cái độ độc lập. Độ độc lập riêng. Luôn luôn là nó sẽ nhận một mình nó một cái phần đồ chơi nó chơi. Nó không chơi theo bầy, có chơi bầy nhưng mà nó một tí là nó cũng sẽ nhận nó cũng sẽ lấy một cái món đồ chơi ra để nó chơi một mình. Kỳ thích ra với con không? Tối quá nhỉ? Thôi Kỳ ở trong ấy thôi. Ra sau. Tí nữa giờ Kỳ ra chơi một mình, chơi với lại hai cô vợ chứ. Chơi với bọn này Kỳ ra rồi mất công lại cho Kỳ vào, Kỳ lại chuồn nó lại vào. Nó lại săn theo bố vào trong chuồng thì lại mất công. Đấy, con của Hana một mình nó mà kiểu muốn chơi cái gì chơi nó vẫn cứ là có cái độ độc lập của nó. Ok đó. Cún con mà mọi người muốn ngắm kỹ ấy, thì mọi người xem ở các cái video trước bây giờ cho nó cũng không thay đổi gì đâu. Nó to hơn thôi. Chứ còn về nét thì mọi người sẽ xem ở các cái video trước. Đàn này thì có mấy cún là có thể bán là cún không làm giấy, tức là bán cún không giấy. Để mọi người nuôi gia đình, nếu mà những người có nhu cầu nuôi gia đình thì có thể liên hệ trại qua số điện thoại 0981115000 nhé. 0981115000. Gọi mà không được thì nhắn tin qua Zalo. Đó. Cái con nó quài hơn ạ.
cái kiểu chơi của nó đó 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 nó đó, đó. Tại sao nó còi hơn đó, cái kiểu chơi của một cái con, nó tính cách từng con, mỗi con nó một kiểu. Con này nó ưa vận động theo kiểu là nô phản, nó mất sức hơn. Ok, đàn cún này mà để nuôi gia đình thì là tuyệt vời. Nó sẽ là những con chó sẽ rất là khôn, nhanh nhẹn, khôn và quấn chủ. Và nó dạng chó nha, chứ nó không nhát chó đâu. Nhưng mà do đàn này mình không có thời gian để mà là mình về mình chăm chúng nó, thành ra là với chúng nó mình là người lạ. Ok, xin chào mọi người và hẹn gặp lại mọi người ở video tiếp theo.